Bán trên TikTok là mấy bạn nói là một ngày chị bán được 6.000 cái lẩu. Cái này có sự đúng sự thật như vậy không chị? Cái này là mấy bạn nói nha, chứ chị cũng không biết được là ngày chị bán bao nhiêu cái luôn. Cái này là mấy bạn đồn. Mấy bạn đồn. Chứ thực sự là chị cũng không biết ngày bán bao nhiêu cái luôn. Nhưng mà chị bán từ 5 giờ chiều cho đến 11 giờ. Thì lúc nào cũng khách nó cũng sẽ full từ 5 giờ chiều đến 11 giờ như vậy đó. Chứ còn đếm hay gì, thật sự là không có đếm được là bao nhiêu cái đâu. Theo em được biết thì bên chị chuyên về lẩu cá rồi. Thì ở ngoài cái lẩu cá thì chị có bán những món ăn vặt hay là những cái lẩu gì không chị ha? Lẩu cá thì bây giờ sau này chị có cái lẩu đại dương đó. Cái món lẩu đại dương tôm hùm nó là chắc là năm ngoái. Thì nhờ cái món lẩu đó mà mọi người biết chị nhiều hơn. Thì sau này thì chị có ra thêm lẩu cua, lẩu mực. Thì nó cũng chỉ rơi vào khoảng 150 một cái thôi. Thì nó khoảng được 2 đến 3 người ăn. Thì mọi người có thể ăn được thoải mái. Mọi người ơi, một cái lẩu cá mà với hai con cua như vậy 150 thì có chất lượng lắm không? Mình mới bỏ một con vào rồi. Đó, một con nữa vào luôn. Xong. Cá thì ở đây có cá điêu hồng nha. Ôi, còn lát chất lượng ha. Đó. Mình nghĩ là một cái nồi này không thể chứa hết cá với cua đâu. Đây, cá hú. Rồi, đậu hũ, kim chi. Chưa bàn đến chất lượng, nhưng mà mình thấy cái topping như vậy là quá hời rồi nha mọi người. Chưa hết đâu nha, nếu mà mọi người muốn ăn thêm thì 5 con tôm càng xanh như vậy chỉ 80.000 thôi. 80.000. Xiên thịt nướng 15.000 một xiên. Ngon nha. Và đây là cái dĩa chân gà sốt Thái nha. Wow, cay quá. Tại sao cay? Tại vì là lúc nãy là cái chị chủ thì nói là em có ăn cay được không, em có ăn cay được không, mà cuối cùng là mình nói là ăn cay được, cuối cùng là coi như giờ là quá cay. Cho nên là cái này là các bạn có thể điều tiết lại nha, cay như thế nào là mình có thể điều tiết với chị chủ. Khá là ngon. Một cái lẩu cá nếu mà mình muốn lai ra vui miệng á thì một cái đĩa như vậy thôi 20.000. Cái này nha mọi người, ăn nó vừa vị rồi, nhưng mà nếu mà muốn ngon hơn thì chấm với cái nước sốt này. Đây là muối chấm hải sản quán làm luôn nha. Giờ tôi mới biết là tại sao cái quán này nó đông rồi, tại vì nó quá ngon. Wow, khi mà mọi người thưởng thức hết cái nồi lẩu thì nên nhớ gọi cái ly trà tắc này. Chỉ 15.000 thôi, quá chất lượng. Mọi người có thể thấy nè, con cua rất là to nha, cực kỳ to, hấp dẫn chứ bộ, đúng không? Wow, nước lẩu đây ngon nha.